Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc lưng của Samsung Galaxy S8. Đây các bạn, trên tay mình đang cầm là chiếc ốp lưng dẻo chống sốc hiệu Ibaki của Samsung Galaxy S8. Thì hàng này được làm bằng hàng chính hãng ha. Đây, có mã quét để mình phân biệt được hàng chính hãng. Thì cái vỏ bề ngoài nó hơi xấu các bạn, tại nó có lớp ni lông nè, mình tháo ra thì nó sẽ đẹp. Thì sau đây mình sẽ gỡ ra cho các bạn thấy được chi tiết bên trong của chiếc điện thoại chiếc lưng dẻo của Samsung Galaxy S8 luôn. Đây các bạn, rất là đẹp và vừa tay, rất là gọn, hoàn thiện cho sự lựa chọn của mình ha. Thì chiếc lưng này á, mình có thể tháo ra được luôn ha các bạn. Đây, phần này được làm bằng nhựa cứng. Phần này được làm bằng nhựa dẻo ha. Rất là đẹp. Thì sau đây là những thiết kế về nút chuyên sạc, chuỗi tai nghe, nút nguồn, âm lượng, camera. Đây là nút nguồn ha, mình bấm vô nó cũng rất là im. Camera, bảo vệ được camera của mình luôn, cảm biến luôn. Những thiết kế rất là phù hợp, rất là đẹp, phù hợp cho sự lựa chọn của chúng mình ha. Thì sau đây mình test thử cái độ chống sốc của nó luôn. Không chạy hả các bạn? Rất là đẹp. Thì hiện tại thì shop mình về được 4 màu ha. Đây, gỡ sẵn ra cho các bạn thấy luôn, để dễ giới thiệu cho các bạn. Đây, màu trắng, màu vàng, màu hồng và màu đen, bạn có thể lựa chọn luôn ha. Giới thiệu lại cho các bạn, đây là chiếc ốp lưng dẻo chống sốc hiệu Ibaki của chiếc Samsung Galaxy S8. Thì các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết có thể liên hệ với web của mình. Web của mình thì các bạn cứ lên mạng bấm phụ kiện giấy sinh .com hoặc là liên hệ đường dây nóng 0942 38 58 39. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin kính chào và hẹn gặp lại.